Vâng. Vâng, xin chào đón Dương Hàng Yến đến với buổi ra mắt này. Vâng, rất là sặc sỡ đúng không ạ? Thưa quý vị, hôm nay buổi họp báo tính sơ sơ là có chị Thư có chia sẻ là chị Yến có thể là tiết lộ MV mình bay bao nhiêu tiền được hay không? Và câu hỏi thứ hai thì chị có thể cho các nhóm đầu tư Hương Nam chúng em biết một cái cảm nhận là khi chị đại diện tại sân khấu đầu tư Hương Nam thì cảm xúc của chị như thế nào đối với khán giả của các nhóm đầu tư Hương Nam? Dạ, em cảm ơn ạ. Bé Yumi, anh nhờ em chia sẻ cảm nhận. Mẹ đặt hai cái câu hỏi dễ sợ thật, mà trong đó cái câu thứ hai rất là bị à khéo léo nữa chứ. Cái đoàn có được em đó là phước đức của đoàn nha. Cảm ơn em. Thật ra khi mà diễn ở Yến lần đầu tiên diễn ở Lô Tô Hương Nam là ở Bình Dương thì đó là một sân khấu đại chúng rất gần với khán giả, và Yến cảm thấy là chưa giờ cảm thấy là mình được thoải mái như vậy. Bởi vì bình thường nhá, trợ lý của Yến cũng nói là lúc nào chị đi diễn event cũng là kính thưa quý vị, ngay bây giờ dùng Yến sẽ thể hiện ca khúc, kính thưa quý vị một món quà âm nhạc này kia. Nhưng mà ở với Lô Tô Hương Nam là mình như kiểu là mình chính là mình được thoải mái, mình được cái cốt của em hả? Dạ. Em được thoải mái tung tẩy và quay. Đúng rồi ạ. Đó là em rất thoải mái, em muốn làm gì em làm, và em muốn là có một cái đoạn em khoe giọng với các bạn đúng không? Có ạ, và em có dạy các bạn hát và cái đoạn đấy. Đoạn đấy cũng rất là viral ạ. Và rất là vui khi mà diễn ở sân khấu đó thì cảm giác được gần mọi người nhất. Và cảm giác như là chúng ta như là một gia đình ấy ạ. Em cứ lên sân khấu và em cùng với cả đoàn Lô Tô Hương Nam là nhảy quậy tung trời trên sân khấu, và khán giả ở dưới rất thích. Và em cực kỳ thích. Mà em cũng chỉ mong là sẽ có thêm thật nhiều dĩ hơn nữa để đến với Lô Tô Hương Nam, và để được gửi tới khán giả của Lô Tô Hương Nam nhiều ca khúc hay hơn nữa. Số tiền em. Số tiền ạ. Cái tiền anh Khang không quên được đấy. Không phải bé hỏi. Có tiết lộ được không? Không có tiết lộ. Dạ được ạ. Con số cũng lên đến tiền tỷ ạ. Lên tiền tỷ, và nếu mà tính cụ thể chắc là em nghĩ là để em nhớ em cộng vào thì khoảng hơn tỷ ạ. Cộng luôn chị ạ. Chắc cái này em hỏi anh Duy cứu anh Duy. Vâng, khoảng tỷ mấy ạ, chưa đến tỷ rưỡi ạ. Thật ra thì cũng hơi khó là để có thể con bé này thập thình à. Vâng. Em thật thà lắm, thật sự luôn. Không không. Không có ai như em đâu Thư à. Thưa quý vị, các anh chị thông cảm là tại vì chưa có thống kê nên chưa biết con số chính xác, nhưng mà chắc là các anh chị nhiều khi em nói tỷ rưỡi là không ai báo giật Dương Hoàng Tiến đầu tư 1.5 tỷ cho cái MV này đấy. Nói chung là bé nó chưa có tổng kết chính xác các anh chị à. Nhưng phải nói là nếu như mà nên tính về cái sự đầu tư cho cái nghề nghiệp thì Yến cũng đầu tư rất là dữ dội, nên mong các anh chị đừng tiết lộ con số cụ thể nhiều quá, tại vì người ta sẽ so sánh rất là nhiều với rất là nhiều người khác. Dạ. Đúng không Yến? Ha. Vâng. Em là sau này em không biết bao lâu nữa em mới dám làm MV như này. Tôi bị tốn kém quá. Vâng. Tất nhiên là làm MV thì bao giờ cũng là một sự đầu tư rất là tốn kém. Tuy nhiên nó làm cả một cái sản phẩm của mình lâu dài về sau đúng không ạ? Thế thì khi mà em tham gia chương trình Sau Nhập Ngũ thì lúc đó thì ở ngoài Hà Nội là còn Hậu Hoàng với cả em. Thì sau đấy là Hậu Hoàng cũng đã nam tiến luôn rồi. Và các chị em là cũng đã rủ Du Hoàng Yến là thôi Yến ơi vào nốt Thông Nam đi. Thì lúc đó thì nghĩ là cũng rất là muốn. Nhưng bởi vì là thời điểm đó thời điểm dịch Covid rất là căng thẳng thì cũng phải mất thêm 2 năm rưỡi nữa. Thế là Yến nghĩ là lúc đó Yến cứ chần chừ và đấn đá mãi không vào, cho rồi đến lúc mà tình hình dịch Covid vào ổn định lại. Và Yến thấy là thôi bây giờ chả lẽ ở ngoài Hà Nội còn mỗi một mình Du Hoàng Yến, còn các chị em thì lại ở trong Sài Gòn hết, nên thôi rồi vào ạ. Và lúc đó thì mình thấy là đến tháng 10 mới sắp xếp được thời gian, tháng 10 năm ngoái để vào để Nam Tiến ạ. Thưa quý vị, vào thành phố Hồ Chí Minh nói thì là dễ.